từ sau đại dịch COVID-19. Đây là lễ mừng thống nhất đất nước sôi động nhất tại thành phố mang tên Bác. Đã có đến 5 điểm bắn pháo hoa được tổ chức. 21 giờ, không gian bờ sông Sài Gòn rực sáng. Nhiều người dân dùng điện thoại, máy ảnh để ghi lại khoảnh khắc rực rỡ kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Rất là tự hào về Sài Gòn vì là cái sức trẻ rất là năng động. Ngoài điểm bắn tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, năm nay thành phố Hồ Chí Minh còn tổ chức bắn pháo hoa tại 4 điểm tầm thấp. Chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật trong 15 phút đem lại nhiều ấn tượng cho người dân, du khách về một thành phố Hồ Chí Minh năng động, hiện đại, phát triển. Việc thành phố Hồ Chí Minh bắn pháo hoa hòa cùng không khí hân hoan của cả nước không chỉ đánh dấu kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước mà còn là minh chứng cho thấy thành phố Hồ Chí Minh đang dần hồi phục và vươn lên mạnh mẽ. Đường xá đồ rất là đẹp, khang trang hơn trước kia. Sau 49 năm thì đất nước mình đã thay đổi rất là nhiều, có một cái sự phát triển rất là vượt bậc. Theo báo cáo của Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay, khách tham quan tại các khu vực du lịch, điểm vui chơi giải trí ước khoảng 960.000 lượt, tăng 2% so với cùng kỳ. Khách du lịch nội địa đến thành phố Hồ Chí Minh ước đạt 325.000 lượt, tăng 1,6% so với cùng kỳ. Khách quốc tế khoảng 54.000 lượt, tăng 12,5% so với cùng kỳ.